Kim So-hoon là một nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh sinh năm 1988 và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007. Anh là một nam tài tử có khả năng diễn xuất vượt trội cùng với nhan sắc đỉnh cao. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi Kim So-hoon trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái trên khắp thế giới. Kim So-hoon, một nam diễn viên trẻ với ngoại hình sáng, khuôn mặt điển trai cùng với khả năng diễn xuất đầy thực lực. Anh hiện đang gây sốt mạnh hàng ở thời điểm hiện tại với mức cachet cao nhất trong bộ phim mới đây nhất của anh là Điên Thì Có Sao. Và là một nam tài tử được săn đón nhiều nhất tại xứ sở kim chi hiện nay. Nhưng ít ai biết được rằng nam tài tử Kim So-hoon từng có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Chàng diễn viên tài năng và tuổi thơ không mấy êm đềm. Nam diễn viên sinh năm 1988 ở Seoul trong một gia đình có cha là ca sĩ Kim Jun-hoon. Tuy nhiên, nam tài tử lại sớm thiếu vắng tình thương của cha vì ông Kim Jun-hoon đã ngoại tình và bỏ lại hai mẹ con Kim So-hoon. Không chỉ chịu cú sốc từ hôn nhân của bố mẹ, anh còn mắc chứng rối loạn nhịp tim trên thất bẩm sinh. Đây là chứng bệnh khiến nhịp tim đập nhanh bất thường. Điều này đã khiến cậu bé không thể hoạt động mạnh cũng như chơi thể thao như bạn bè cùng trang lứa. Chính những tổn thương từ gia đình cùng với căn bệnh rối loạn nhịp tim trên thất nên Kim So-hoon đã hình thành tính cách hướng nội, rụt rè khi giao tiếp. Người cứu vớt Kim So-hoon khỏi vực thẳm ấy chính là mẹ của anh. Bà đã đưa ra cho anh hai lựa chọn, đó là học diễn thuyết hoặc học diễn kịch. Kim So-hoon ngày ấy đã chọn con đường thứ hai và đó cũng là sự lựa chọn đưa anh đến với thành công như hiện tại. Những bước chân đầu tiên vào làng giải trí. Trước khi nổi tiếng với hình tượng nam tính trưởng thành như hiện nay, thì khi mới vào nghề, Kim So-hoon lại mang vẻ ngoài ngây ngô như những cậu học sinh trung học. Nam diễn viên bắt đầu bước chân vào giới nghệ thuật vào năm 2007 với bộ phim Gia đình Kim Chi Chi Smile. Tuy nhiên, anh chỉ đóng một vai phụ khá mờ nhạt, cộng thêm kiểu tóc dài không thể ngố hơn nên đã không gây được ấn tượng với khán giả. Tiếp sau đó, chàng trai trẻ tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua nhiều bộ phim như Jungle Fish, Cherry Blossom, Worst Friends hay phim ngắn Seven Years of Love. Tuy có thực lực về diễn xuất cũng như có gương mặt bún ra sữa, nhưng Kim So-hoon lại chưa có cơ hội được tỏa sáng trong những bộ phim này. Năm 2009 có lẽ là một năm ấn tượng trên con đường nghệ thuật của nam diễn viên với nhiều vai diễn mới và một trong số đó phải kể đến vai Cha Kang-jin lúc nhỏ trong bộ phim nổi tiếng Where Is Snow for Christmas hay vai nam chính Kang-jin Il trong phim ngắn Father's House. Đây là các tác phẩm thu hút được rất đông người xem và từ đó danh tiếng của Kim So-hoon bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn. Nếu năm 2009 là năm cái tên Kim So-hoon bắt đầu được biết đến rộng rãi, thì đến năm 2011, sự nghiệp của nam diễn viên có bước chuyển mình mạnh mẽ với vai diễn Song Sam-dong trong tác phẩm Dream High. Dream High là một bộ phim học đường của Hàn Quốc được phát sóng bởi đài KBS. Tác phẩm có được tiếng vang lớn không chỉ bởi nội dung hấp dẫn, mà còn bởi dàn diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn như nam diễn viên điển trai Taekyeon, em gái quốc dân Suzy hay nữ diễn viên ca sĩ IU. Trong Dream High, Kim So-hoon vào vai Song Sam-dong, một cậu học sinh thật thà và giản dị nhưng hết mình vì đam mê, đã khiến khán giả cảm động sâu sắc. Vai diễn này không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất của Kim So-hoon mà còn cho thấy khả năng ca hát của anh cũng không hề kém cạnh. Có thể nói Dream High chính là bệ phóng cho sự nghiệp của nam diễn viên. Kim So-hoon và thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sau thành công của Dream High, Kim So-hoon nhận được vô số vai diễn cũng như hợp đồng quảng cáo. Anh được khán giả biết đến nhiều hơn và sự nghiệp thăng tiến một cách nhanh chóng. Năm 2012, anh tiếp tục tạo được tiếng vang lớn với tác phẩm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Đây là bộ phim cổ trang của Hàn Quốc lấy bối cảnh thời Joseon, kể về tình yêu đẹp đẽ của vua Lee Kwon, một vị hoàng đế thông minh và giàu tình cảm. Bộ phim đã đem về thành công vượt trội cho nam diễn viên bởi khả năng diễn xuất được khán giả khen ngợi hết lời và đặc biệt là những cảnh diễn tâm lý nhân vật chân thực đến nhói lòng. Không chỉ thành công về mặt diễn xuất, Mặt Trăng Ở Mặt Trời còn đem về tỷ suất người xem khủng với tập cao nhất lên đến 42,3%.
Tiếp nối thành công vang dội đó, vào cùng năm 2012, Kim So-hoon đã trở lại cùng bộ phim điện ảnh The Thieves. Trong phim, anh gây ấn tượng mạnh với khán giả qua màn lột xác trở thành siêu trộm trong một băng đảng chuyên trộm cướp khét tiếng. Đỉnh cao sự nghiệp của nam diễn viên là khi anh nhận vai Do Min Jun trong bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới, đóng cặp cùng mợ chảnh Cho Jin Hoon. Trong phim, Do Min Jun là người ngoài hành tinh nhưng vì một số sự cố nên đã mắc kẹt lại trái đất trong suốt 4 thế kỷ. Vì Sao Đưa Anh Tới là bộ phim vô cùng đình đám lúc bấy giờ, có tỷ suất người xem cao ngất ngưỡng với trung bình 22,6% cho một tập phim, và từ đó cái tên Kim So-hoon ngày càng khẳng định được thương hiệu và tài năng diễn xuất của mình. Trước khi nhập ngũ, Kim So-hoon tham gia đóng vai chính trong tác phẩm điện ảnh Real, hợp tác cùng cố nghệ sĩ Su Lee cũng thu về rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Sau 2 năm nhập ngũ, anh tái xuất màn ảnh nhỏ với hai vai diễn khách mời trong hai bộ phim nổi tiếng là Hotel de Luna và Hạ Cánh Nơi Anh. Mới đây nhất, Kim So-hoon tham gia vào dự án phim mới có tên là Điên Thì Có Sao, đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Seo Ye-ji. Tuy không có tỷ suất người xem khủng như những bộ phim trước của Kim So-hoon, nhưng Điên Thì Có Sao lại có thành tích đáng nể khi là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng Netflix toàn thế giới. Có thể thấy, năng lực của Kim So-hoon ngày càng được chứng thực qua thời gian và sự yêu thích của khán giả dành cho các bộ phim anh tham gia đã chứng tỏ được sức hút và tầm ảnh hưởng lớn của nam diễn viên. Những thành công đáng mơ ước của nam tài tử. Kim So-hoon là nam diễn viên có cachet cao nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Bộ phim mới đây của anh Điên Thì Có Sao đã trả 3,2 tỷ đồng cho mỗi tập phim. Không chỉ có cachet phim khủng, nam tài tử còn được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo khi có cho mình hàng loạt những hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Những hợp đồng đó đã đem về doanh thu khổng lồ cho tài tử 32 tuổi này. Với tầm ảnh hưởng lớn cùng với thành công của những bộ phim mà anh tham gia, Kim So-hoon đã ôm trọn cho mình nhiều giải thưởng danh giá ở trong nước, tiêu biểu phải kể đến giải Daesan trong lễ trao giải phim truyền hình Hàn Quốc và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ khác. Tuy có thành công đáng ngưỡng mộ, nhưng Kim So-hoon lại vô cùng gần gũi và ấm áp. Anh không bao giờ quên dành tình cảm chân thành nhất dành cho những người đã giúp đỡ mình. Điều này đã khiến khán giả cùng đoàn làm phim vô cùng yêu mến và nể phục nam diễn viên. Là một người nổi tiếng, theo anh thường là ống kính máy ảnh cùng với sự xăm soi đời tư của hàng triệu con mắt. Tuy vậy, Kim So-hoon lại chưa từng dính bất cứ tin đồn thất thiệt nào, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như chưa từng công khai yêu bất kỳ ai. Điều này khiến khán giả càng thêm yêu quý và ủng hộ hết mình cho nam tài tử họ Kim. Cùng với tài năng diễn xuất được đánh giá cao, ngoại hình xuất chúng cùng với những phẩm chất tốt đẹp, thì không có gì bất ngờ khi Kim So-hoon lại là một nam diễn viên thành công và được yêu thích bậc nhất xứ sở Kim Chi ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy cùng đón chờ xem những sản phẩm dự án tiếp theo của anh chàng nhé. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.